Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên mình có đi lắp một cái con đẩy. Con này là con lắp thêm bổ sung đẩy chuyên đáy súp để cho một anh khách. Trước đây thì anh sử dụng con đẩy 4 kênh của thương hiệu xe sao, model là 4.8. Con này thì trước đây anh đánh là sử dụng một kênh này để đánh súp. Nhưng vừa rồi thì anh có nâng cấp thêm một con đẩy này để chuyên đánh súp. Và con đẩy xe sao này thì anh chuyển sang đánh là 4 quả loa full bát 30 từ 19-76. Nên con này thì anh chuyên đánh súp thôi. Cái bộ dàn của anh thì có thêm một con vang. Con này là con E6, nhưng thực ra nó là con X12 hàng bãi. Nó chạy phần mềm và cái phần nội thất bên trong thì nó như con X12 bình thường. Lân tiếng này và một bộ micro không dây. Vừa rồi thì mình có test một cái đoạn nhạc G-Mix với con đẩy súp này để mọi người có thể nghe và cảm nhận được cái chất âm khi cái con đẩy chuyên súp này nó đánh cái con đẩy súp hơi bát 40 của Eric. Thì khi ghép cái con đẩy mà chuyên súp ấy, nó đánh tiếng súp nó sẽ sâu hơn, tiếng súp nó chắc gọn hơn và nó có độ uy lực hơn là trước đây đánh một cái con đẩy xe sao này. Cái con bên dưới này thì công suất cũng rất là khỏe, nhưng để sử dụng đánh full thì con dưới này nó hay hơn là đánh súp. Con bên trên này thì chuyên súp thì nó đánh rất là hay. Và cái bộ dàn nha anh thì bao gồm một quả loa súp bát 40 của Eric. Con này là từ 22-100. Cặp này là cặp Eagle bát 30. Và phía bên sau kia là một cặp Watt Fader cũng bát 30. Nhà anh này thì đang anh là trưởng nhôm kính. Ở đây thì nó hơi nhiều tôn, nhiều cái miếng nhôm thì nó hơi phè phè một chút, nhưng chất âm đánh vẫn chắc và gọn. Và tiếp tục thì mình sẽ test một cái đoạn nhạc tiếp theo và kính mời mọi người cùng nghe về chất âm của cái con đẩy đánh súp và cả của bộ dàn này. Và để nghe được tiếng súp thì quý khách vui lòng kết nối tai phone với điện thoại hoặc có thể trực tiếp nghe trực tiếp trên bộ dàn thì quý khách thì sẽ nghe được cái tiếng súp nhé. Súp đánh rất sâu, nghe rất đã. Mắt mờ nhòe, nhức mỏi mắt, chảy nước mắt, các biểu hiện trên cô chú có thể mắc như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh. Đang quay được quảng cáo. Mình có test một cái đoạn nhạc G-Mix để test con đẩy đánh súp này. Còn cái bộ dàn này thì mình lắp cho anh này cách đây khoảng 2 năm rồi. Hôm nay anh có nâng cấp thêm con đẩy này thôi. Và con đẩy này thì bên mình đang bán với cái giá là 2.8 triệu bao ship cho quý khách. 2.8 triệu bao ship nhé, con đẩy chuyên đánh súp. Con này có thể sử dụng để đánh với một quả súp bát 50, bát 40 hoặc bát 30. Nhưng con bát 50 thì sẽ đánh được một quả súp đơn từ 22, từ 220 côm 100. Hoặc những quả súp 30 thì sẽ đánh được một cặp. Con này đánh một cặp súp 30 nhé. Và giá là 2.8 triệu bao ship. Thương hiệu là DB Sabolet.
model là B6 và số lượng thì bên mình còn hơn chục con. Và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng đẩy này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688 hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.